Việt Nam từng đánh Thái Lan 11 lần, khiến Bangkok phải ra lệnh tử thủ. Đây là những thông tin không được báo chí công bố, ở Việt Nam một số người thường gọi là các lần đi lạc đường của bộ đội Việt Nam sang đất Thái. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết về cuộc chiến tranh đẩy lùi chế độ Khmer Đỏ của quân đội Việt Nam, giúp giải phóng dân tộc Campuchia từ năm 1975 đến năm 1978. Nhưng có lẽ sẽ không nhiều bạn biết được chúng ta cũng từng chiếm đánh Thái Lan 11 lần đánh vào biên giới cách thủ đô Bangkok 16 dặm, khiến chính quyền Thái Lan bấy giờ chỉ còn nước tử thủ. Nguyên nhân xảy ra xung đột Việt Nam và Thái Lan Sau khi quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia, lật đổ chế độ Phôn Phốt, tàn quân Khmer Đỏ rút về các khu vực biên giới gần Thái Lan. Với sự trợ giúp từ quân đội Trung Quốc, đội quân của Phôn Phốt đã tái tập hợp và tổ chức lại trong các khu rừng và miền núi vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Trong thời gian từ 1980 Tới đầu những năm 1990, tàn dư của lực lượng Khmer Đỏ được hậu thuẫn từ chính quyền Thái Lan và Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh du kích nhằm chống lại sự ổn định của nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Năm 1973, Hà Nội gửi một phái đoàn đến Bangkok, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ, trước khi đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong việc cải thiện mối quan hệ. Diễn biến 11 lần đi lạc sang đất Thái Lan. Lần thứ nhất vào năm 1979 Việt Nam tấn công vào các vị trí trú ẩn của quân Khmer Đỏ tại các vùng núi biên giới Thái Lan. Lần thứ hai vào năm 1980, 200 quân nhân Việt Nam vượt qua biên giới lúc 2 giờ sáng và chiếm đóng khu vực Ban Non Map Moon giết từ 22 đến 130 binh sĩ Thái và Khmer Đỏ, sau đó kiểm soát cả Nông Tràn. Lần thứ ba năm 1981, khoảng 15 đến 30 bộ đội Việt Nam đã nổ súng vào đội tuần tra Thái Lan khi ở sâu khoảng 800 mét trong đất Thái, khiến hai lính Thái thiệt mạng và bị thương. Lần thứ tư vào năm 1982, hơn 300 lính Việt Nam vượt biên giới và giết vài lính biên phòng Thái Lan. Lần thứ năm vào năm 1983, ngày 31 tháng 1, 4.000 quân Việt Nam với xe thiết giáp mở cuộc tấn công lớn vào Nong Chan, một trong những trại tị nạn lớn nhất ở biên giới và phá hủy nó. Sau đó Việt Nam tổ chức các cuộc pháo kích, bắn rocket và súng cối. Ít nhất 50 viên rơi vào đất Thái. Ngày 31 tháng 3, 1.000 binh lính Việt Nam và 600 lính tình nguyện của Cộng hòa Nhân dân Campuchia đánh vào các trại tị nạn thuộc sự kiểm soát của Khmer Đỏ tại Phnom Chat và Trăm Ca Quá hoảng sợ chính quyền Thái Lan ra lệnh tử thủ Bangkok. Ngày 3 tháng 4, khoảng 100 quân Việt Nam xâm nhập vào Thái Lan và đánh giáp lá cả với lực lượng biên phòng Thái Lan giết 5 và làm bị thương 8 lính Thái Lan. Ngày 27 tháng 12, 350 quân Việt Nam cùng một số xe tăng T-54 và xe bọc thép được điều đến làng quốc ở phía tây Campuchia, cách biên giới Thái Lan 16 dặm, sau đó giao tranh trên bộ và cả trên biển nổ ra. Lần thứ 6 năm 1984, ngày 25 tháng 3, Việt Nam tổ chức chiến dịch kéo dài 12 ngày xâm nhập Thái Lan để truy quét quân Khmer Đỏ với xe tăng T-54, pháo 130 ly yểm trợ 400 đến 600 quân. Ngày 6 tháng 11, quân đội Việt Nam tấn công lính biên phòng Thái Lan ở tiền đồn biên giới gần Surin. Hai binh sĩ Thái đã thiệt mạng, 25 người bị thương và 5 người mất tích. Từ ngày 18 đến 26 tháng 11, trại tị nạn Nong Chan bị tấn công bởi hơn 2.000 binh sĩ của Sư đoàn 9 của quân đội nhân dân Việt Nam và thất thủ sau một tuần chiến đấu ngày 25 tháng 12, quân nổi dậy trú trong trại tị nạn Nong Sa Mét bị tấn công lúc bình minh. Toàn bộ sư đoàn 9, quân đoàn 4, với hơn 4.000 người, 18 khẩu pháo 105 ly và 130 ly, 27 xe tăng T-54 và xe thiết giáp tham gia vào cuộc tấn công này. Lần thứ 7 vào năm 1985, ngày 7 đến ngày 8 tháng 1, 5.000 đến 6.000 quân Việt Nam được hỗ trợ bởi pháo binh và 15 xe tăng T-54 và 5 xe bọc thép tấn công Amphil. Cuộc tấn công được mở đầu bằng việc pháo kích dữ dội khoảng 7.000 đến 20.000 quả đạn pháo trong vòng 24 giờ. Nong Chan và Nong Samet cùng bị pháo kích. Quân Việt Nam chiếm được trại Amphil sau vài giờ giao tranh. Ngày 28 đến ngày 30 tháng 1, pháo binh Việt Nam bắn khoảng 100 quả pháo 130 ly, súng cối và góc két vào các vị trí của sư đoàn 320 Khmer Đỏ. Ngày 16 tháng 2, trong một cuộc giao tranh với lực lượng nổi dậy chống Cộng sản gần Ta Freya, bốn quả óc két của Việt Nam có chứa khí độc đã được bắn, khiến người dân Thái Lan trong khu vực phàn nàn bị chóng mặt và gáy mửa. Phòng thí nghiệm quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận rằng các tên lửa có chứa khí ga phosgen. Ngày 20 tháng 4, tại tỉnh giáp phía đông nam của Thái Lan, khoảng 1.200 lính quân đội Việt Nam tấn công các vị trí của Thái Lan dài 3 đến 4 km từ vịnh Thái Lan. Thay vì rút lui. Việt Nam lập một căn cứ cố định trên một ngọn đồi ở Thái Lan, khoảng một nửa dặm từ biên giới, nơi họ đã đặt mìn và các bong kè. Lần thứ 8 năm 1986, ngày 7 tháng 12, quân đội Việt Nam yêu cầu Thái Lan dừng việc tiếp tục hỗ trợ quân Khmer đỏ. Việt Nam cũng thực hiện chương trình phát thanh bằng loa và bắn tờ rơi gần huyện Aranyaprathet, kêu gọi Thái Lan không chứa chấp tàn quân Khmer đỏ, cảnh cáo nước này sẽ chịu hậu quả nếu tiếp tục lần thứ 9 vào năm 1987. Ngày 25 tháng 3, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Chavalit tuyên bố sẽ tấn công tổng lực bất cứ đơn vị Việt Nam nào xâm nhập quá phạm vi 5 km vào lãnh thổ Thái Lan. Một tháng sau tuyên bố đó, lực lượng Việt Nam và Campuchia đóng quân trên toàn bộ 800 km biên giới Thái Lan-Campuchia. Quân đội Thái Lan cố gắng đánh bật bộ binh Việt Nam khỏi trong bốc, vùng miền núi gần biên giới Thái Lan, Lào và Campuchia. Hai bên đều chịu thương vong tới hàng chục người lần thứ 10 vào năm 1988. Ngày 4 tháng 8, lãnh đạo Đảng Dân Tộc Thái, tướng Cha Ti Trải Chun Hà Văn, trở thành thủ tướng thứ 17 của nước này và hứa hẹn biến chiến trường thành thị trường. Lần thứ 11 năm 1989. Ngày 26 tháng 4, quân chính phủ Campuchia mở cuộc tấn công tại Ta Phraya, khiến 38 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Quân đội Việt Nam cũng bắn 4 quả đạn pháo vào trại hai là nơi trú ngụ của các lực lượng trung thành với mặt trận dân tộc giải phóng nhân dân Khmer. Đến cuối năm 1989, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, chính thức khép lại cuộc xung đột 10 năm kinh hoàng với người Thái. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.